Sáng nay ngày 16 tháng 8, tại Trung tâm Hội nghị 25B thành phố Thanh Hóa, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức khai trương không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tới dự. Không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc năm 2024 bao gồm 82 gian hàng là các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa và 19 tỉnh thành phố khu vực phía Bắc. Trong đó có 36 gian hàng của các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp, các địa phương trong tỉnh, 46 gian hàng của các tỉnh thành phố bạn. Hàng hóa, sản phẩm trưng bày phong phú, đảm bảo các tiêu chí về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định. Phát biểu tại lễ khai trương Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi nêu rõ, việc khai trương không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc năm 2024 và các hoạt động liên quan sẽ tạo cơ hội để các cơ quan đơn vị và các chủ thể sản xuất kinh doanh của các địa phương giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu tiềm năng lợi thế, cơ hội đầu tư, quảng bá các sản phẩm hàng hóa chủ lực có thế mạnh của mình đến các hệ thống phân phối, các đối tác và người tiêu dùng. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh hy vọng qua sự kiện này sẽ có nhiều hợp đồng kinh tế, biên bản ghi nhớ về cung cấp tiêu thụ sản phẩm được ký kết, góp phần thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hóa giữa các địa phương, hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến cung ứng, phân phối và tiêu thụ sản phẩm, góp phần đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường. Đồng chí đề nghị Sở Công Thương và các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện tốt phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho các hoạt động sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh và các tỉnh bạn trong quá trình tham gia sự kiện, đồng thời tạo thuận lợi cho nhân dân du khách đến tham quan mua sắm và trải nghiệm các sản phẩm hàng hóa dịch vụ. Không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh thành phố phía Bắc năm 2024 diễn ra trong 3 ngày từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 8.